Ok, hai xe các bạn, chào mừng quay trở lại với channel của mình sẽ là Bethan Gaming VN đây. Và hôm nay mình đã quay trở lại với series phân tích lớp học ma sói phần 4 của anh Jackie. Và mình chắc chắn cái điều này mình muốn nói sẽ rất là nhiều người quan tâm, nhưng mình nghĩ là có rất là nhiều bạn đã biết, nhưng mình sẽ phân tích theo một cách nghĩ khác của mình và là chỉ theo cách nghĩ của mình nha các bạn. Đó chính là ai là ma sói và là người đã giết Jesse. Trước khi vào video, các bạn hãy cho mình một like, subscribe và đăng ký kênh channel của mình, nhớ bấm vào cái chuông nhé các bạn. Và hầu hết mình nghĩ, các bạn nghĩ là Gen chính là ma sói điện. Và theo như mình nghĩ, đó chính là không đâu các bạn, no. Nguyên nhân là bởi vì do, các bạn thấy nha, khi mà các bạn nghĩ là chạy vô không có mang đôi giày, mà chạy vô thư viện mà anh Yasu bắt không kịp á, mình nghĩ là có thể Gen là đã núp ở một nơi nào đó để cho Yasu không phát hiện. Và với lại nếu Gen là sói điện thì tại sao phải giết Yasu? Bởi vì Yasu cũng là sói mà, như vậy nếu mà càng nhiều sói thì sẽ tăng khả năng chiến thắng lên. Nếu giết Yasu thì coi như là khả năng chiến thắng sẽ có thể giảm xuống, đúng không các bạn? Rồi, cho nên mình nghĩ Gen không phải là ma sói điện. Và ma sói điện mình nghĩ đó chính là Vico. Vico là một nhân vật hay cho người khác được gọi là cho ăn bựa trong lớp học ma sói phần 4 anh Jackie luôn đó các bạn. Và mình nghĩ Vico chính là ma sói điện. Bởi vì nguyên nhân tại sao phải không? Mình sẽ nói giải thích cho các bạn nghe nè. Đầu tiên Vico là một nhân vật cực kỳ bí ẩn. Các bạn thấy anh á mặc trong một bộ giáp này là nói biết dưới trong bộ giáp này là gì. Và Vico khi mà trong những thời điểm mà các bạn thấy trong khung hình mà khi Jackie quay thì cũng thấy rất thấy ít cô Vico xuất hiện trong thời gian ma sói hoạt động, đúng không? Rồi, cũng là một nhân vật cực kỳ bí ẩn. Và khi Vico đang thực hiện cái nhiệm vụ sân của mình á thì lại anh Jackie lại giúp. Và lúc đó Vico cảm ơn Jackie, và khi Jackie lại gần cái thùng đó thì là đã bị anh Vico này nè đã cho một dấu và anh Jackie cực kỳ ức chế. Sau đó anh Jackie làm lần thứ hai là cũng đạp vào cái bẫy cho. Như vậy tại sao Vico đã cảm ơn và hứa là không có cho nữa, tại sao cho lần thứ nhất, nếu vậy lần thứ hai biết thì phải dẹp không chứ? Như vậy theo như mình nghĩ là có thể Vico đã tạo ra ảo ảnh và biến thành ma sói điện và dịch chuyển lên để giết Jesse, còn lại là để tạo hiện trường giả là coi như mình đang nói chuyện với Jackie gì đó. Tại vì mình nghĩ là có thể Vico đã biết là Jackie đã đang theo dõi mình, làm như vậy đi để cho đánh lừa tâm lý thôi các bạn, giống như là nói chuyện cho gì thôi. Và video này cũng đến đây thôi, đây chỉ là ý kiến riêng của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, các bạn nhớ để lại bình luận về ý kiến của các bạn như thế nào nha. Và nhớ subscribe đăng ký ủng hộ channel của mình, tên Jackie. Bye, see you again. Nhớ đăng ký ủng hộ channel của bạn này nữa nha. Let's roll up, bye.